Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải làm sao để tìm bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn này sao cho hàm số gx nghịch biến trên khoảng từ -1 đến 0. Đầu tiên chúng ta sẽ xét cái đồ thị hàm số f phẩy của 3 trừ x mũ 3. Chúng ta thấy tại vị trí này chính là giá trị âm. Có nghĩa là phần này là f phẩy nó nhỏ hơn 0 thì nó sẽ ra đồ thị nghịch biến. Phần này là dương, đồng biến và đồng biến. Chúng ta để ý kỹ ở vị trí -1, số 2, số 3. Khi chúng ta thế nguyên cái cục này bằng -1, cái cục này bằng 2 và 3 thì chỗ này nó sẽ bằng 0. Như vậy mình phải tạo một cái bảng khảo sát. Nhưng mà trong trường hợp này chỉ là f phẩy x thôi. Bây giờ chúng ta có -1. Chúng ta thế -1 vào đây. -1 vào đây. Chúng ta có 3 trừ cho -1 trừ cho -1 tất cả mũ 3. Thì chúng ta có số là số 5. Chúng ta có số 2, chúng ta bỏ số 2 vào đây, bỏ số 2 vào đây là -7. Bây giờ chúng ta bỏ số 3 vào đây là -27. Chúng ta biết từ 5 đến -7 là cái vị trí này là âm. Các vị trí kế bên là dương hết. Sau khi chúng ta khảo sát xong, bây giờ chúng ta sang gx. Đầu tiên chúng ta đi tìm đạo hàm gx, nó sẽ ra như thế này. Sau đó chúng ta đi tìm đạo hàm bên trong cái cục này. Chúng ta thấy chúng ta chỉ xét cái khoảng từ -1 đến 0. Chúng ta thấy nếu chúng ta cho g(x) bằng 0 thì chúng ta có -2x cộng 2 bằng 0, thì lúc đó tại vị trí -1. Chúng ta bỏ -1 vào đây, chúng ta ra số 4. Bỏ số 0 vào đây, chúng ta ra số 2. Như vậy cái khoảng này là dương. Như vậy, để cho cái gx này nghịch biến, thì cái cục này bắt buộc phải nhỏ hơn 0. Vì cái cục này là từ khoảng -1 đến 0 nó ra dương rồi. Thì chỉ còn có cục này thôi, phải là số âm. Bây giờ tại vị trí số 0, chúng ta bỏ x bằng 0 vào đây thì chúng ta sẽ có là m. Bỏ -1 vào đây, chúng ta sẽ có -3 cộng m. Như vậy cái đoạn này nè, -3m phải lớn hơn hoặc bằng -7 và m ở đây phải nhỏ hơn hoặc bằng 5. Tại vì sao? Tại vì nếu mình để giá trị cao m hơn thì nó sẽ nằm bên ngoài cái cục bên đây hoặc cái cục bên đây, thì cái này nó sẽ không thành số âm mà nó thành số dương. Đó là lý do mà -3m nằm trong khoảng -3m, -3 cộng m và m phải nằm trong khoảng giữa -7 và số 5. Bây giờ để -3 sang bên trái thì chúng ta có -4. Kết hợp cục này chúng ta đếm m -4, -4, -3, -2, -1, 0, rồi 1 2 3 4 5.
tổng cộng có 10 số nguyên và chúng ta chọn là cô D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.